Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án airdrop đến từ nền tảng của sàn MEXC nhân cái sự kiện sắp ra mắt Token Icon, gọi tắt là ICO, một cái chương trình MD chuẩn bị ra mắt và lần đầu tiên ở trên nền tảng sàn MEXC này ra mắt liên tiếp 4 phiên MD. Và để chào mừng cái sự kiện em đây này thì có một cái chương trình airdrop ngoài lề đó là ăn chia 300.000 token mới. Và nhiệm vụ ở đây thì nó rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần là chia sẻ cái sự kiện này ở trên nhóm Facebook, Zalo hoặc Telegram đó. Hạn cuối của cái airdrop này là 17 giờ ngày 1 tháng 7 nhé, và 150 người dùng sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận phần thưởng 300 MX, mỗi người sẽ nhận được 2 MX này. Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 7 nhé. Rồi thì về cái sự kiện MD ICO này thì mọi người có thể tham khảo qua này. Thì đây là một cái sự kiện trade. Mà bị toạch không trúng được vé nào ấy, hoặc là toạch toàn tập thì mọi người vẫn nhận được những cái phần thưởng an ủi nhé, đến từ sự kiện em đây. Rồi người dùng giao dịch các loại tiền điện tử, cụ thể là spot, ETF, margin và future trên MEXC từ 17 giờ ngày 28 tháng 6, tức là bây giờ là mọi người đã có thể tiến hành trade và tích lũy giao dịch rồi nhé. Đến 17 giờ ngày 1 tháng 7, tức là sẽ có khoảng 3 ngày trước khi kết thúc thời gian nhận vé, với mức khối lượng giao dịch tối thiểu là 500 USDT sẽ đủ điều kiện rút thăm may mắn nhé. Thì nó cũng giống như các phiên MD khác thôi. Đó. Thì ở đây thì các cặp giao dịch hợp lệ thì mọi người có thể xem qua ở đây. Và khuyến khích mọi người nên giao dịch cặp MX, BTC hoặc là ETH. Đó thì mọi người lưu ý những cái mốc thời gian quan trọng này nhé. Rồi thì bây giờ xem thêm này. Tổng cung của con ICO này chỉ có 500 triệu thôi, là ít. Khả năng thì với con này thì nó sẽ là rất tiềm năng và rất giá trị nhé. Bởi vì cái tổng cung ít như này thì cái giá trị của nó rất là cao. Đó thì mọi người cũng đừng bỏ qua nhé. Nếu mà ai có đủ điều kiện thì mọi người có thể trade volume nhiều để nhận nhiều vé tham gia, dành những cái cơ hội trúng thưởng. Thế còn ai không có điều kiện thì mọi người có thể là trade để đủ điều kiện nhận một vé thôi, là 500 USD. 500 USD thì thực ra nó chỉ hết đâu đó có không phải mấy đô thôi, chưa đến một đô đâu nhá. Nên là mọi người đừng tiếc, biết đâu ta lại trúng cái là ta có mấy chục đô, đôi khi là vài trăm đô đút túi ngay. Đó, đừng tiếc với những cái này nhá. Rồi, ai có điều kiện thì chết nhiều, ai không có thì chúng ta cứ nhận lại một vé, sau đó chờ bốc thăm may mắn. Rồi, thì bây giờ sẽ quay trở lại với cái sự kiện để chia sẻ là 300 MX này. Đầu tiên thì nó yêu cầu mọi người là chia sẻ cái sự kiện này ở trên Facebook, thì mọi người sẽ copy tất cả những cái này cho mình nhé. Đó, thì mọi người sẽ sao chép này. Sau đó thì mọi người sẽ lên cái nhóm Facebook, Instagram hoặc là Telegram gì đó tùy mọi người nhé. Rồi thì mọi người sẽ chia sẻ lên nhóm kiếm tiền online chẳng hạn. Đó thì mọi người cứ chia sẻ lên đây đi.
mọi người cứ tìm bất kỳ nhóm nào mọi người chia sẻ lên được nhé. Đăng. Rồi sau đó thì mọi người sẽ copy cái đường link chia sẻ này, mọi người bấm vào dấu ba chấm này. Rồi sao chép liên kết. Rồi mọi người kéo lên. Dán vào đây trước cho đỡ quên nhé. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link mà mọi người đã chia sẻ này. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập username của Telegram, Facebook, Twitter nhé. Thì ở đây thì sẽ nhập username của Twitter đi. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập cái UID của sàn MEXC. Rồi mọi người bấm vào hình đầu người góc bên trái đây. Sau đó thì chọn copy này. Ai chưa join thì mọi người join vào nhé. Bấm chọn gửi. Rồi như vậy là ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia với dự án ăn chia 300.000 cái token MX. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người.